Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay, em xin phép chia sẻ gửi đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Hiện ở tiệm đang có chiếc Anka. Chiếc Anka trắng này đời năm 2011 ạ. Em thấy tiệm có ghi phân tích từng giá linh kiện của chiếc Anka này. Giá mới của chiếc Anka đời năm 2011 nó tầm khoảng 135 triệu ạ. Khung carbon, càng carbon. Khung có giá là 54 triệu, còn cặp niền là 19 triệu 200. Bộ rúp 39 triệu. Còn ghi đông thì quá xa đẹp luôn nên giá tiền đắt quá. Giá tiền ghi đông là 14 triệu 300 mà. Còn cột yên xe nữa mới đã. Toàn là đồ đắt tiền không luôn. Cột yên xe không mà đã 5 triệu 600 rồi. Yên xe có giá là 3 triệu ạ. Còn những linh kiện khác vẫn chưa tính nữa ạ. Chiếc Anka đời 2021 này có size ngang là 550 mm, còn khung sườn đứng là 520 mm ạ. Chiều cao phù hợp từ 1m73 đến 1m82 cm ạ. Còn bộ chuyển động là Dulux đời 9000 2x11 tốc ạ. Còn cặp niền cũng đồng bộ với bộ rúp đời 9000 Dulux ạ. Cặp niền Dulux C24. Dạ, còn bây giờ bắt đầu em xin đi vào quay từng chi tiết. Xin kính mời quý cô chú, anh chị và các bạn cùng kiểm tra và đánh giá xe ạ. Yên xe vẫn còn mới. Cột yên xe đẹp lắm. Giá cột yên xe này là 5 triệu 600 mà. Khung sườn carbon. Trên khung sườn cũng có chày ngay đây ạ. Dây đi bên ngoài khung sườn. Khung càng carbon. Em xin nói lại một lần nữa, khung sườn đứng là 520 mm. Bên trong giò dĩa cũng có chày một chút.
gạt đĩa đu lắc đời 9000 ạ. Do đu lắc còn đẹp lắm. Mười một tóc, 52, 36, MB. FC 9000 do 170. Cụ đề đô lắc 9000 luôn ạ. Mayer đô lắc. Niền nhôm đô lắc C24 ạ. Lớp 700 nhân 23. Ủa, thắng bên tay trái lại là thắng trước, còn bên tay phải là thắng sau. Nhằm thắng đu lắc 9000. Nhằm thắng trước cũng đồng bộ luôn, đu lắc 9000. Ghi đông quá đã, đẹp dễ sợ. Tay lắc đu lắc đời 9000. Tay lắc cũng có chạy một chút. Công nhận kiểu ghi đông carbon này đẹp dễ sợ luôn. Ghi đông này có giá là 14.300.000 mà. Nhìn về góc từ phía sau, ghi đông rất là đẹp luôn. Em đổi chiều quay bên tay trái tiếp.
Ngay khung sườn phía sau này cũng có chảy một chút à. Đúng thương hiệu của Nhật luôn. Chiếc Anka này toàn bộ đồ của Nhật không? Khung sườn thương hiệu của Nhật, bộ rúp và cặp niên đều là của Nhật. Xe còn tốt lắm quý cô chú, anh chị và các bạn ơi. Mayer trước và sau đều là của Dulux hết. Dạ, quý cô chú anh chị và các bạn ơi, em xin báo giá nhận ship chiếc Anka này về đến kho ở Việt Nam của mình. Giá là 69 triệu ạ. Dạ. Nếu như quý cô chú, anh chị và các bạn có nhu cầu, xin liên hệ em qua Zalo ạ. Dạ, còn video đến đây, em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.